gọn nhẹ, linh hoạt. Khi mà lắp đặt thì cái cục HCE này nó sẽ dễ dàng hơn là cái cục X150 ở đây. Chào mừng quý chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Mô Tun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review cái cục sạc HCE và một số các cái bộ dây nguồn mình đang để ở đây. Rồi thì lý do tại sao là chúng ta sẽ cần phải lên những cái cục sạc HCE hay là cục sạc X150 hay là sạc Attila. Thì ở nội dung cái video này thì mình chỉ xoay quanh cái vấn đề là cái cục sạc HCE như ở đây mình có. Giới thiệu với các bạn, đây là cái cục sạc HCE hàng chính hãng. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Ở dưới sản phẩm thì ở đây nó sẽ có những cái phần là sản xuất. Thì đây là mình sẽ dán cái tem bên mình, khi mà ship cho các bạn thì mình sẽ đánh ngày tháng để cần thiết phải bảo hành. Nếu như trong thời gian sử dụng nó có vấn đề gì đó thì bên mình sẽ đổi mới cái phần cục sạc như thế này cho các bạn, cực kỳ là yên tâm. Và bây giờ là mình sẽ nêu lên cái lý do mà chúng ta cần thiết phải lên một bộ cục sạc như thế. Thì cái xe của chúng ta thì những cái bóng theo xe thì những cái nhà sản xuất thì người ta trang bị cho chúng ta những cái bóng halogen hoặc là những cái phần bóng thường. Thì quá trình đi lâu ngày thì cái phần bóng đó nó bị già đi và nó bị tối theo thời gian. Thì để cần một cái lượng ánh sáng nó cao hơn để chúng ta đảm bảo cho cái việc là an toàn khi di chuyển, thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp những cái phần bi led hay là những cái phần bóng led như thế này. Thì những cái phần bi led bóng led như này thì chúng ta sẽ cần phải chuyển sang điện bình. Và những cái chiếc xe phổ thông đó, ví dụ như những chiếc xe Jim này, xe Way này hay là Exciter, đại loại là các đời Exciter, thì nó sẽ là sử dụng là điện máy. Thì chúng ta lên những cái phần led như này nó sẽ sử dụng ra điện bình. Thì lúc này cái phần sạc ở trên những cái chiếc xe phổ thông đó nó không đảm bảo cho cái việc là sạc đủ điện vào cái bình ắc quy để cho những cái phần bóng led của chúng ta ở đây nó hoạt động một cách bình thường, nó đầy đủ điện để chúng ta đèn còi xi nhan hoặc là sử dụng những cái tác vụ mà dùng như những cái chiếc xe bình thường khác. Đó, thì khi chúng ta lên những cái phần bóng led như thế này thì chúng ta cần thiết phải lên một cục sạc HCE. Và hiện nay thì giới trẻ rất ưa chuộng và rất là thích độ những cái phần bi led như thế này. Thì giới thiệu với các bạn thì ở đây là mình đang cầm trên tay một cái mẫu bi led titan black. Nó có cái công suất là 50W, nhưng cái độ sáng của nó đưa ra cực kỳ là khủng. Cái một cái bi này nó sẽ có cái phần ánh sáng nó đưa ra nó tương ứng với một chiếc xe hơi. Và những cái chiếc xe hơi mà có hai cái bóng pha và hai cái bóng cầm đó, thì một cái bóng này nó sẽ đưa cái phần ánh sáng ra, nó sẽ mạnh ngang với lại những cái chiếc xe đó, thậm chí nó còn sáng hơn. Và những cái đường ánh sáng, đường cắt nó cực kỳ là ok, nó rất là đẹp, rất là thích mắt khi mà nâng cấp lên những cái bộ bi như thế này. Thì việc nâng cấp lên những cái bộ bi như thế này thì nó sẽ tốn khá là nhiều điện, thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp lên những cái bộ sạc như thế này. Và khi chúng ta nâng cấp một bộ sạc như thế này thì khi chúng ta độ chế lên những cái chiếc xe phổ thông đó thì chúng ta sẽ cần thêm những cái bộ dây nguồn như đây mình có, để sao cho chúng ta có thể là đấu nối dễ dàng nhất và không phải cắt gọt đến những cái bộ phận dây rắc zin ở trên xe. Và bây giờ là mình sẽ đi vào review cái sản phẩm này để có thể là cung cấp cho anh em, để khi anh em lắp lên xe nó thuận tiện nhất có thể. Và thông qua cái video này thì anh em sẽ phần nào nắm được là những cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp với những cái chiếc xe của mình ra làm sao. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi và tiến hành nghiên cứu cái sản phẩm này xem nó như thế nào nhé. Và trước mắt các bạn thì ở đây là mình sẽ có hai cái cục sạc của HCE. Thì cục sạc HCE thì anh em thì biết là ở đây thì nó sẽ có hai dạng như thế này. Thì một dạng là sạc HCE và có cái dây như thế này, và một cục sạc cũng là HCE nhưng mà nó là gọi là rắc liền. Thì bên mình sẽ gọi là rắc dây và rắc liền đó. Đây đều là hàng chính hãng, thì chúng ta sẽ nâng cấp cái phần sạc này để độ những cái phần bi led cũng như là phần bóng led thì nó sẽ dễ dàng và ok hơn. Thì cái cục sạc mà dạng không dây như ở đây mình có thì ở đây thì thường anh em hay lựa chọn cái sạc mà Exciter 150 hoặc là cục sạc HCE. Thì hai cái cục sạc này về các cái phần chức năng thì nó sẽ là tương tự như nhau, về phần rắc này nó cũng giống nhau thôi. Và ở đây thì anh em hay lựa chọn cái cục sạc HCE này nhiều hơn là cục sạc X150. Lý do thì anh em có thể nhìn thấy là cái phần kích thước này đó, thì cái phần kích thước của cái cục sạc X150 này thì nó khá là to, nó sẽ hay bị cấn đụng chạm phần khung ở trên xe, nó hay bị chạm vào những phần nhựa, nó gây mất diện tích, nó rất là khó lắp. Thì cái sự lựa chọn hàng đầu hiện nay thì anh em hay sử dụng cái cục sạc HCE này, cũng như là về cái thông số kỹ thuật về dòng điện thì hai cái cục này nó tương ứng như nhau anh em nhé. Về công suất nó tương ứng như nhau, về cái độ gọn nhẹ linh hoạt khi mà lắp đặt thì cái cục HCE này nó sẽ dễ dàng hơn là cái cục X150 ở đây. Bây giờ là mình sẽ đi vào chi tiết những cái phần dây rắc ở đây cho anh em tiện quan sát. Thì ở trên tay mình hiện tại đang là một cái bộ dây nguồn. Bộ này thì bên mình cung cấp ra thị trường cực kỳ là nhiều.
Đó thì anh em thì thấy ở đây là mình đang đánh cái chữ W110, thì nó chính là cái bộ dành cho xe Way Way Alpha 110. Đó thì ở đây thì hình thức của cái bộ dây thì nó sẽ là như thế này. Thì ở trên bộ dây nó sẽ có một cái rắc để chúng ta cắm vào cái cục sạc độ HCE, và một cái rắc mình ghi chữ W110 ở đây, nó chính là cái rắc để chúng ta cắm vào cái phần rắc sạc mà ở trên cái xe chúng ta, khi mà chúng ta tháo cái cục sạc zin ra. Thì ở đây nó sẽ có thêm một cái phần rắc trắng ở đây, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái phần dây rắc từ dưới máy cấp lên sau khi tách mát. Và ở đây nó sẽ có thêm hai cái đầu rắc cốt đồng ở đây, thì chúng ta sẽ ghim nó vào với lại cái rắc của công tắc chân phanh. Đó, một rắc đi và một rắc về. Thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cái cách mà tách mát cũng như là gắn cái những cái bộ dây rắc cục sạc này lên những cái chiếc xe mà tương ứng như thế, thì anh em có thể là xem video và làm theo khi mà chúng ta tự độ tại nhà. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại một cái bộ dây nguồn khác. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái bộ dây nguồn khác, thì nó cũng có công năng tương tự như thế. Thì ở đây là mình đang cầm trên tay một cái mẫu dây cho Sirius bình xăng con. Thì những cái mẫu dây Sirius bình xăng con này nó sẽ dành cho những cái chiếc xe Sirius RC này, C-Hello này, hoặc là những cái chiếc Jupiter đời cũ dùng chế cơ. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái bộ dây, thì các bộ dây này nó đều tương ứng giống nhau thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái rắc P6 ở đây, thì chúng ta sẽ cắm cái cục sạc độ HCE này vào. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái rắc màu trắng to ở đây, thì chúng ta sẽ cắm vào mấy lại cái rắc zin của cái cục sạc khi chúng ta đã tháo ở trên xe ra. Thì ở đây nó sẽ có cái rắc P2, thì chúng ta sẽ cắm vào từ dưới máy nó đi lên. Thì khi cái dưới máy đi lên thì chúng ta sẽ rút cái rắc ở trên xe ra và chúng ta sẽ cắm cái rắc này vào. Như vậy là xong. Và tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một cái cục dơ le để nó chuyển điện từ điện máy sang điện bình, nó sẽ tự động chuyển cho các bạn, thì chúng ta không cần phải rút cái dây ở trên đầu để chúng ta chuyển như phổ thông nữa. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm hai cái cọng một đi một về để chúng ta cắm vào cái công tắc chân phanh của chúng ta. Nó sẽ là cái dây màu nâu ở trên xe các bạn đó, cực kỳ là đơn giản. Và cái cách sử dụng như thế này, cách cắm như thế này, nó sẽ hoàn toàn giữ zin cho những cái chiếc xe của các bạn. Và mình xin phép lưu ý với lại các anh em là những cái chiếc xe mà dòng Yamaha nói chung, thì khi chúng ta lên sạc ấy thì chúng ta không cần phải tách mát, còn những cái chiếc xe Honda thì chúng ta sẽ cần phải tách mát. Thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tách mát. Và tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem cái bộ dây nguồn của cái chiếc X135. Thì cái bộ dây nguồn của chiếc X135 này thì chúng ta sẽ cắm được cho tất cả các loại xe đời X135, từ đời 209 cho đến đời 2014-15. Thì tất cả các loại xe X135, cứ là X135, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ sạc, cái bộ dây nguồn chuyển sạc như thế này. Thì ở đây nó cũng đều có một cái rắc P6 để chúng ta cắm vào cái cục sạc HCE ở đây. Đó. Và một cái đầu rắc P4 này thì chúng ta sẽ cắm vào cái cục sạc ở trên xe khi mà chúng ta rút ra. Và một cái rắc P2 ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây cấp từ dưới máy lên. Và ở đây sẽ có hai cái rắc thì chúng ta sẽ cắm vào mấy lại cái công tắc chân phanh. Tất cả là cách lắp đều giống nhau, nhưng mà nó sẽ có những cái phần chi tiết rắc nó khác nhau một xíu, thì bên mình làm sao cho nó tương ứng với lại từng cái loại xe đó. Thì khi các bạn mà có quan tâm đặt hàng thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là cái xe của các bạn nó thuộc cái loại xe gì và đời như thế nào, thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái bộ dây và những cái cục sạc nó sẽ tương ứng để các bạn về có thể lắp như zin, sẽ không cần phải cắt những cái phần dây zin ở trên xe ra. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái dây. Thì ở đây là mình đang cầm trên tay một cái bộ dây dành cho chiếc Sirius FE. Ở đây thì mình có ghi là mã là CFE. Đó. Thì những cái phần dây rắc này nó tương tự giống nhau thôi, nhưng nó sẽ khác nhau về một số các cái phần rắc ở đây, thì các bạn có thể nhìn thấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ cắm nó vào mấy cục sạc HCE. Đó, cắm vào cái rắc ở đây. Thì còn lại là sẽ có một cái rắc trắng, hai rắc ở đây, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái dây điện máy cấp lên. Dòng Yamaha thì chúng ta sẽ không cần phải tách mát. Ở đây nó sẽ có một cái phần dơ le, thì chúng ta sẽ cắm nó vào trên cái bộ dây này rồi, thì nó khác tự động nó chuyển sang phần điện bình trên xe của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ không cần phải chuyển từ điện máy sang điện bình nữa ở cái phần đèn ở trên xe đó. Và ở đây sẽ có một cái rắc, mình ghi chữ CFE đây, thì chúng ta sẽ cắm giả nó vào cái vị trí của cái phần cục sạc zin ở trên xe khi chúng ta rút ra. Ở đây nó sẽ có thêm hai cái rắc, một rắc đi một rắc về, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái dây của công tắc phanh chân, dây dương công tắc phanh chân đó, rất là đơn giản. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là cái bộ dây dành cho chiếc Way Alpha đời cũ, Way RS 100. Thì ở đây nó sẽ là Way Alpha 100 hoặc là Way RS 100. Thì cái những cái phần rắc nó sẽ là như thế này. Thì những cái phần công dụng của những cái từng đầu rắc cốt này thì mình đã chia sẻ rồi, thì mình sẽ không đề cập đến nữa, bởi vì nó quá dài những cái video.
Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, nó là cái bộ dây dẫn dành cho chiếc quay alpha cũ. Anh em hay gọi là những cái chiếc quay nhỏ đời ngày xưa đó, đời 201, 202, 204 gì đó. Thì nó sẽ sử dụng những cái bộ dây dắt như thế này. Thì những cái bộ dây dắt này thì bên mình bấm sao cho nó phù hợp với lại từng loại xe rồi, thì các bạn về chỉ việc là làm theo thôi. Thì sau khi tách mát thì chúng ta sẽ cắm cái phần dắt P4 mà có chữ WA cũ vào cái phần dắt sạc zin ở trên xe. Khi mà chúng ta rút ra thì ở đây sẽ có cái dắt P6, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái phần cục sạc độ HCE này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái sự khác biệt với những cái xe khác, nó chính là cái phần dắt P3 đi từ dưới máy lên thì chúng ta sẽ cắm vào đây, và nó sẽ có một cái dây xanh sọc vàng thì chúng ta sẽ cắm giả vào cái vị trí này. Thì khi cái dây này thì chúng ta sẽ cắm vào và cắm ra, thì cái bộ dây mà nó sẽ có cái dây trắng và dây vàng ở đây thì chúng ta sẽ không sử dụng đến nữa. Thì khi mình làm như thế này rồi thì các bạn chỉ về chỉ việc là cắm vào là sử dụng thôi. Chúng ta cũng không quan tâm là cái đầu kia chúng ta để chống ra thì nó có ảnh hưởng gì không, bởi vì là cái phần dắt nó cắm vào thì nó sẽ là như zin, chẳng qua nó không có dây nó nối vào đây thôi. Thì bên mình làm sao cho nó phù hợp nhất rồi thì các bạn về chỉ việc cắm. Và cái phần dây mà có cái dắt đỏ, dắt đi dắt về này thì chúng ta sẽ cắm vào cái công tắc phanh chân, nó là dây dương sau khóa. Và như vậy là xong rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại một cái bộ dây cũng tương tự như thế. Thì ở đây là mình đang cầm một cái bộ dây dành cho chiếc Funnel FE. Cái đời Funnel FE này thì bên mình đang cầm ở trên tay này, nó chính là chiếc Funnel FE mà đời đèn halogen các bạn nhé, đời đèn halogen. Thì Funnel này nó sẽ chia ra làm hai dòng, dòng là Funnel FE đời halogen và đời bóng LED. Thì hiện tại là bên mình đang cầm trên tay là đời dành cho bóng halogen. Thì ở đây thì các bạn có thể là rút cái phần cục sạc zin ở trên xe ra, thì chúng ta sẽ cắm giả cái phần này vào cái rắc sạc zin ở trên xe. Và ở đây sẽ có cái rắc P6 thì chúng ta sẽ cắm với lại cái cục sạc HCE ở đây đó. Và ở đây thì sẽ có thêm cái con dơ le nó tự động nó chuyển sang điện bình cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có hai cái rắc, thì khi ở dưới máy lên thì chúng ta tách mát xong rồi nó sẽ có cái dây trắng và dây vàng. Thì chúng ta sẽ rút cái phần dây ở dưới máy đó ra và chúng ta sẽ cắm hai cái phần này vào đúng cái vị trí của hai cái dây đó. Và hai cái dây kia thì các bạn chỉ cần quấn băng dính vào để chúng ta không làm cho nó chập khi mà chúng ta lắp lên xe. Như vậy là xong rồi. Thì ở đây nó sẽ có thêm một cái rắc đi và rắc về, thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây của công tắc phanh chân, nó là dây dương sau khóa đó. Thì cái bộ dây này cực kỳ là ngắn gọn như thế này, thì chúng ta lắp lên xe nó sẽ giữ zin cái bộ dây cho chúng ta, không cần phải cắt ghép đầu nối gì cả. Và tiếp theo thì mình sẽ cầm trên tay cái bộ dây dành cho chiếc RSX FE. Thì nó cũng tương tự như cái mẫu Funnel FE kia thôi, nhưng mà nó sẽ khác một xíu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần rắc như thế này, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc của cục sạc ở trên xe khi mà chúng ta rút ra. Và ở đây nó sẽ có cái rắc P6 này, thì chúng ta sẽ cắm nó vào mấy lại cái cục sạc độ HCE của chúng ta ở đây như thế này. Và tất nhiên không thể thiếu là một cái cục dơ le để chuyển sang điện bình. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần rắc đi từ dưới máy lên là rắc P2 dạng như thế này. Thì chúng ta chỉ cần tìm cái rắc từ dưới máy lên, mà sau khi chúng ta tách mát thì chúng ta sẽ cắm cái phần rắc này vào. Và ở đây nó sẽ có một cái dây rắc đực cái đi và về, thì chúng ta sẽ nối vào cái công tắc phanh chân. Nói chung là tất cả những cái bộ như thế này thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ là giống nhau, nó chỉ khác nhau về những cái phần rắc này thôi. Thì video thì mình chia sẻ với các bạn ấy, thì mình sẽ phải đưa ra đầy đủ các cái loại để các bạn lựa chọn sao cho nó phù hợp với lại những cái chiếc xe thân yêu của bạn. Và ở đây thì mình đang cầm trên tay một cái bộ dây rắc chuyển đổi cho cái chiếc Winner. Thì ở đây là mình đang cầm ở trên tay là cái bộ dành cho Winner V1, Winner X và Sonic. Thì ba cái xe này thì nó sẽ có cái bộ rắc sạc giống nhau. Thì cái bộ rắc này thì bên mình làm rất là ok. Thứ nhất là những cái xe Winner đó thì các bạn có thể biết là nó sẽ sử dụng là cái phần đèn LED. Thì có một số bạn là độ lên bi xenon hay là bi LED thì chúng ta sẽ không cần phải cắm cái cục sạc zin ở trên xe nữa. Hoặc là chúng ta có thể là dùng song song. Thì ở đây là mình đang dùng cái bộ này là bộ dùng song song. Thì khi chúng ta tách mát xong rồi thì chúng ta sẽ nối cái dây này để nó cấp điện lên cái bộ bó dây ở trên xe của chúng ta. Và ở đây thì sẽ có cái rắc mà 6 rắc như thế này. Thì các bạn sẽ cắm vào mấy lại cái rắc của zin ở trên xe mà khi chúng ta sẽ rút cục sạc ra đó. Và tiếp theo là ở đây nó sẽ có một cái rắc mà ở đây nó sẽ có 4 cái chấu lệch như thế này. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái cục sạc zin ở trên xe. Và ở đây nó sẽ có cái rắc P6 mà có 4 cái chấu ở đây. Thì chúng ta sẽ cắm nó vào mấy lại cái cục sạc
độ HCE này, thì khi anh em đặt hàng thì bên mình sẽ cắm sẵn vào như thế này, thì ship về cho các bạn thì các bạn sẽ không bị nhầm. Thì ở đây nó sẽ có bốn cái lỗ cân ở bốn góc, thì các bạn sẽ cắm vào cái cục sạc HCE này và một cái đầu mà có bốn chấu lệch ở đây, thì chúng ta sẽ cắm vào cái cục sạc zin ở trên xe. Và cái rắc P6 mà có 6 lỗ ở đây thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc ở trên xe. Đó. Thì cái bộ này thì mình xin phép mình sẽ nói dài dòng hơn một xíu, là sẽ dành cho những cái xe mà đi đèn led zin theo xe, thì chúng ta sẽ dùng cái cục sạc zin ở trên xe để nó nuôi cái phần led đó. Và những cái xe mà sử dụng những cái phần bi led dạng như thế này thì chúng ta không cần thiết phải cắm cái cục sạc zin theo xe nữa, vì lúc này là cái đèn của các bạn sẽ phải chuyển sang điện bình, thì lúc này nó sẽ cần nhiều điện hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cục sạc HCE như ở đây mình có. Và cái bộ này thì chúng mình hay gọi là cái bộ sạc song song, vừa là sạc độ mà vừa là sạc zin theo xe đó. Nếu như cái xe chạy đèn zin thì chúng ta sẽ dùng cái cục sạc này là cái cục sạc theo xe, và những cái xe mà dùng đèn zin mà muốn độ những cái phần trợ sáng thì khi chúng ta độ phần trợ sáng nó cần nhiều điện thì chúng ta sẽ cắm cái cục sạc HCE này vào, hoặc là những cái xe mà dùng những cái phần bi led thì chúng ta sẽ cần sử dụng nhiều điện hơn thì chúng ta sẽ dùng cái cục sạc HCE như đây mình có. Nó hơi lỏng một xíu nhưng mà vấn đề là nó cũng chỉ thế thôi. Dùng zin hay dùng không zin thì chúng ta cứ dùng cái bộ dây này và cắm cái cục sạc này vào là ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại một cái bộ dây của những cái chiếc xe khác. Thì ở đây như mình đang cầm trên tay là cái bộ dây dành cho chiếc Super Dream. Thì Super Dream thì bên mình sẽ chia ra làm 3 dòng. Thứ nhất là Super Dream của Honda Việt Nam, Super Dream Thái và chiếc Dream Trung Quốc. Thì về nguyên lý hoạt động của ba cái bộ này nó sẽ tương ứng là giống nhau, nó chỉ khác nhau về những cái phần rắc từ dưới máy này lên thôi. Đó, thì ở đây là mình đang cầm cái bộ dành cho Dream Việt Nam, thì nó cũng tương tự như cái bộ của Segway thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó sẽ có cái rắc mà mình ghi chữ Dream, thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc zin ở trên xe. Khi mà tháo cục sạc ra thì chúng ta sẽ cắm giả nó vào cái vị trí đó. Thì ở đây là sẽ có cái rắc P6 thì chúng ta sẽ cắm cái cục sạc HCE này vào. Và ở đây sẽ có thêm ba cái đầu rắc. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái rắc P3 ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào từ dưới máy lên khi mà chúng ta sẽ tách mát. Và ở đây nó sẽ có một cái rắc giả để nó vào cái dây xanh sọc vàng, thì chúng ta cứ thế là chúng ta cắm vào thôi. Thì sau khi là chúng ta cắm xong hoàn thiện cái bộ rắc này thì chúng ta sẽ cắm cái dây đỏ mà có cái đường đi đường về ở đây vào cái công tắc chân phanh của cái dây đen của công tắc chân phanh, như vậy là xong rồi. Thì khi chúng ta đặt hàng thì các bạn phải lưu ý cho mình là cái xe của các bạn là nó thuộc là Dream Thái hay Dream Việt Nam hay là Dream Trung Quốc, thì bên mình sẽ cung cấp những cái bộ dây sao cho nó tương ứng. Đó, thì cái rắc nó sẽ khác nhau một xíu. Thì ví dụ như ở cái bộ dây của chiếc Dream Thái thì ở đây nó không phải là cái rắc này nữa mà nó chỉ là hai cái chấu như thế này thôi, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái dây vàng và dây trắng sau khi chúng ta tách mát ấy. Thì ở bên này nó vẫn là cái rắc như thế này thôi. Và tương tự như thế thì cái chiếc xe Dream Trung Quốc ấy thì nó sẽ là hai cái rắc bẹt. Thì ở đây nó là cái rắc bẹt như thế này rồi, nhưng mà nó sẽ không có cái vỏ như thế này, thì bên mình sẽ phải làm cái vỏ nó khác đi. Đó, nó chỉ như thế thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến cái cục sạc mà dạng có cái dây rắc rời như thế này. Thì bên mình cũng sẽ làm những cái bộ dây nguồn sao cho nó tương ứng như thế. Thì ở đây là bộ dây dành cho chiếc Segway. Đó, thì nó chỉ khác nhau là cái phần rắc ở đây thì nó sẽ có cái phần rắc nâu này. Thì các bạn sẽ cắm nó vào mấy lại cái cục sạc HCE dạng dây như thế này thôi. Đó. Và cái rắc này thì chúng ta sẽ cắm xuống cái rắc điện máy lên. Thì ở đây nó sẽ có một cái rắc P4 to ở đây, thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc của cái cục sạc. Khi chúng ta tháo cái cục sạc ra thì chúng ta sẽ cắm giả cái này vào cái bộ phận rắc sạc ở trên khung xe. Và ở đây nó sẽ có hai cái rắc đi và rắc về, đây thì các bạn sẽ cắm nó vào mấy lại cái rắc của công tắc chân phanh. Và rồi, cái thời lượng video ở đây nó cũng khá là dài rồi, thì mình xin phép mình tạm dừng cái video ở đây. Thì clip sau thì mình sẽ gắn lên những cái chiếc xe tương ứng với lại những cái bộ dây này cho các bạn tiện tham khảo, và các bạn cũng tiện để lắp đặt theo. Đó, thì các bạn sẽ phải lưu ý cho mình là xe dòng Yamaha sẽ không cần phải tách mát. Cái bộ dây này chúng ta cứ thế là cắm thẳng vào là sử dụng thôi. Và cái xe của dòng Honda thì chúng ta sẽ cần phải tách mát. Rồi sau khi tách mát thì chúng ta sẽ cắm những cái bộ dây này vào những cái phần rắc tương ứng như mình vừa giới thiệu đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn các bạn ở những cái video clip sau.